恋成熟，整句被谁躲藏？尽力撥开，只得迷雾与烟幕。案在破局而案，线索被谁封锁？踩层层揭破，流痕里仍确凿。回这段真相未来，千般变化。黑夜面前要继续前往，信我信再怎隐藏做作，仍难被识破。如若真相未来，也要走过一切的坚持，偶尔或互助。也要记得不要下场，chúng tôi muốn bảo ảnh. Tôi nghi ngờ bạn tôi đã bị ai đó theo dõi. Phiền anh đứng dậy một lát. Hai người điều tra giỏi vậy, sao 7 năm trước không điều tra ra chân tướng sự thật để xảy ra một vụ án quan? Nạn nhân là chủ căn nhà này tên Từ Thục Quy. Vì người đang nghi nhất chính là Diệp Kiên Bàng, rõ ràng là hắn đang nói dối. Anh bỏ dao xuống đất đi. Hôm nay có làm gì cũng phải giữ cho đại ca tôi được an toàn. Nếu ở đây thực sự đang bị rò rỉ khí độc thì anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cô ra ngoài coi mọi người có sao không? Ở đây cứ giao cho tôi. Anh rất trân trọng sinh mạng, không giống một người muốn tự sát. Sếp Dư. Tôi hỏi Dư. Sếp Dư, tôi tên Quốc Bảo Anh. Tôi nhận ra cô, ba đợt lần trước đúng không? Anh tới đây tìm bác sĩ Quỳnh sao? Đáng lẽ bây giờ tôi đang nghỉ phép, là bác sĩ Phạm nhờ tôi tới tìm bác sĩ Quỳnh. Hai người cũng muốn điều tra lại vụ án của Tần Khắc Nam sao? Tôi cũng vậy, muốn giúp anh kháng án. Sếp Dư, số nhà 12 bên này nè. Ồ. Anh có ngửi thấy mùi gì không? Ruby, sáng nay lúc tôi đang coi tin tức đã nhìn thấy tin này có cô nè. Bọn giang hồ xông vào nhà xác giật xác, pháp y bác sĩ hợp sức cứu người. Qua tình tiết còn hay hơn phim bộ nữa. Sao lúc tôi làm pháp y chưa từng gặp qua mấy vụ này vậy ta? Mấy chuyện này đừng để gặp lại lần thứ hai thì có. Bất chấp nguy hiểm tới tính mạng, không ngại cứu chữa cho bệnh nhân tại phòng giải phẫu. Giỏi lắm. Người giỏi không phải là tôi. Mà là người này nè. Người này chính là bác sĩ đã cứu anh bảo vệ đó hả? Cũng đẹp trai đó. Cô quen hắn hả? Hôm đó đúng lúc anh có chuyện tới tìm tôi thôi. Qua đó tìm cô. Hắn muốn theo đuổi cô. Không có. Cô có còn nhớ 7 năm trước chúng ta từng tiếp nhận một vụ án, có một người bác sĩ và bạn gái của anh đã cùng nhau tự sát. Sau cùng bạn gái của anh đã chết, còn anh thì không. Sau cùng thì bị tòa tuyên án tội danh hiệp định tự sát. Người đó chính là ảnh. Anh mới được thả ra gần đây thôi. Hắn là kẻ giết người hả? Thôi đi, cô mà kệ hắn đi. Nhưng mà anh nói với tôi, dù đó là vụ án quan. Anh nói hồi đó ảnh với bạn gái chưa từng nghĩ sẽ tự sát. Hồi đó bị ai đó hãm hại. Năm đó tôi cũng có phần khám xét thi thể, nên ảnh mới tới tìm tôi, muốn tôi giúp cho ảnh kháng án đó. Cho nên hắn muốn tìm cô chứng thực bạn gái của hắn không có tự sát, hoặc tìm ra chứng cứ chỉ ra hắn đã giết người. Cô có muốn giúp hắn không? Cũng chưa biết nữa. Cô có còn nhớ chuyện xảy ra vào năm đó không? Lục lại tin tức để coi thì cũng có chút ấn tượng. Tôi còn nhớ năm đó lúc tôi quay về nhà xác thì lập tức nhận được thông báo muốn tôi giúp đỡ xử lý điều tra nguyên nhân họ cùng tự sát. Hôm nay giám khảo chuyên nghiệp của chúng ta nói thử Gia Lãng đàn có hay hay không nha. Hôm nay má sẽ cho Gia Lãng 100 điểm.
Bà đừng hứa với Gia Lãng, mỗi lần cô lấy được 100 điểm sẽ dẫn cô đi ăn một bữa ngon. Tối nay chúng ta ra ngoài ăn, có chịu không? Dạ chịu. Má xin lỗi, má thấy có chút không được khỏe, lần sau mới đi ăn được không? Dạ được. Em thấy không khỏe chỗ nào sao? Anh dẫn em đi khám nha. À không, chắc do tối qua em ngủ không ngon nên hơi mệt, nghỉ ngơi chút là khỏe thôi. Gia Lãng, tối nay bà xuống bếp có chịu không? Dạ chịu. Được rồi, con vô bếp phụ ba một tay nha. Đi thôi. Yeah, lát nữa con sẽ phụ bà nấu món gì? Cánh gà. Cánh gà sao, còn không? Hamburger. Tôi biết từ ngày xảy ra vụ án của Michelle tới nay, chắc chắn tâm trạng của mọi người cũng sẽ có chút ảnh hưởng. Hồi trước tôi vì kiếm mối làm ăn nên sẽ lên giường với khách, nhưng bây giờ tôi đã khác rồi. Tôi không có lên giường với Michelle, và tôi cũng không có giết cổ. Có rất nhiều khách hàng gọi tới công ty nói sẽ hủy hợp đồng với công ty, nhưng tôi rất mong mọi người có thể tin tôi. Chúng ta cùng cố gắng gây dựng lại công ty có được không? Hồi đó tôi làm sai, tôi nói xém chút vợ tôi đòi ly dị. Tôi mới biết bản thân mình đã làm sai, quá sai. Ban đầu tôi làm vậy chỉ vì muốn kiếm thật nhiều tiền, để người nhà của tôi có thể sống một cuộc sống sung sướng. Tôi từng thề với vợ tôi sẽ không quay lại con đường cũ nữa, và tôi sẽ nghiêm túc gây dựng thật tốt công ty này. Anh Di, cảnh sát muốn gặp anh kìa. Anh Di Biên Bang, tôi là cảnh đốc cao cấp tổ trọng án tại Cửu Long, tỉnh Hậu Nhiên. Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan tới vụ án cướp của giết người, muốn dẫn anh về hỗ trợ điều tra. Tôi không có làm gì hết, tôi không có giết người. Anh Di Kiến Văn, anh hãy bình tĩnh lại. Cho tôi hỏi, cảnh sát mấy người điều tra rõ chuyện này chưa? Tôi đã nói với anh là có một người mặc áo đen, có tìm được chưa? Cảnh sát làm việc không cần báo vậy với cô. Vậy tức là chưa tìm chứ gì? Phiền cô hợp tác. Dẫn anh đi. Mời anh. Có phải vì muốn đóng hồ sơ nên tùy tiện bắt người vậy không? Mấy sếp tình tôi đi, tôi bị oan đó. Trước đó anh từng nói vào hôm xảy ra vụ án, sau khi anh bàn giao công việc với nạn nhân xong thì đi về. Nhưng có người nghe được anh và nạn nhân xảy ra tranh cãi trong phòng. Nếu anh thật sự vô tội, tại sao anh lại nói dối? Tối đó camera đã quay lại được anh bỏ về rất hốt hoảng. Có phải vì anh đã giết người không? Không phải. Tôi nói, đúng là tôi có tranh cãi với Michelle, nhưng lúc tôi ra về, cô vẫn còn sống sờ sờ. Hai người tranh cãi vì chuyện gì? Hồi trước tôi có sở thích lên giường với khách, và Michelle là một trong số đó. Tối hôm đó, cô muốn tôi ở lại với cô, nhưng tôi từng hứa với vợ tôi sẽ không làm những chuyện này nữa, nên tôi đã từ chối cô. Ngược lại cô nói tôi làm giá, cô còn tát vào mặt của tôi một cái. Kế đó tôi phát hiện, thì ra cô đã bỏ thuốc kích thích vô rượu của tôi. Tôi không thể kiềm chế phản ứng sinh lý của bản thân tôi, nên tôi mới bỏ về hoảng hốt vậy thôi. Vậy sao trước đó anh không nói? Sếp à, tôi làm nghề PR, nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, công ty sẽ bị phá sản đó. Tôi cứ nghĩ bản thân tôi không có giết người, cho dù tôi không nói thì mấy sếp cũng sẽ tìm được hung thủ. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại ra nông nổi này. Mấy sếp tin tôi đi, tôi thật sự không có giết người. Pháp y đã tìm được trong móng tay của nạn nhân có một lớp biểu bì dính máu trùng khớp với ADN của anh. Cũng có khả năng giống như anh nói, lúc nạn nhân tát anh một cái đã để lại. Nhưng cũng có khả năng lúc nạn nhân bị anh tấn công đã để lại dấu vết. Không có, tôi không hề tấn công cổ. Nhân viên pháp chứng cũng đã đưa ra kết quả, hiện trường ngoại trừ anh và nạn nhân ra thì không có dấu vết của người thứ ba để lại. Không lý nào, không phải đâu. Anh Di Kiến Bang, hiện tại chứng cứ đối với anh đều bất lợi, chúng tôi sẽ khởi tố anh tội tình nghi giết người. Tôi thật sự không có giết người mà. Không cần coi nữa. Từ chỗ này đi vô nhà đúng là có thể tránh được camera, nhưng nếu muốn vô nhà thì trước hết phải đi ngang qua hồ bơi, chỗ đó cũng có gắn camera, cho nên thực chất là nói không thông. Chúng tôi cũng đã hỏi người tài xế chở cô và đồng nghiệp của cô vào tối hôm đó. Đúng lúc trong xe taxi cũng không có gắn camera hành trình, nên không thể chứng thực người mặc áo đen mà cô nói có thật sự tồn tại không. Thì ra những gì hôm đó tôi đã nói với anh có nghiêm túc điều tra.
chúng tôi bắt Di Kiến Bang là vì cảnh sát, pháp y và pháp chứng sau khi điều tra thì toàn bộ chứng cứ đều hướng về phía ảnh. Tuy ảnh nói ly rượu của ảnh đã bị ai đó bỏ thuốc kích thích, pháp chứng cũng đã chứng thực, nhưng điều này chỉ là một trong số những lý do khiến họ tranh cãi với nhau. Một người không có động cơ giết người, trong lúc cho lời khai thì lại nói dối. Nếu là cô sẽ làm gì? Tuy chúng tôi đã bắt giữ được nghi phạm, nhưng không chứng tỏ chúng tôi sẽ ngưng cuộc điều tra. Xin lỗi nha, trước đó chưa tìm hiểu kỹ đã mắng anh một trận rồi. Cô với Di Kiên Bang có quan hệ gì? Tại sao cô lại muốn giúp ảnh? Anh có từng mất đi một thứ mà không có gì có thể thay thế không? Kiến Bang đã từng thử, người đó chính là vợ ảnh. Trước khi vợ ảnh có con với ảnh, cô đã làm chung với ảnh trong một công ty. Kiến Bang vì theo đuổi lại vợ của ảnh, luôn cả tôn nghiêm cũng không cần. Hai năm nay ảnh thà nhận hợp đồng ít lại, cũng vì muốn làm lại từ đầu. Hôm đó ảnh đi tìm Michelle cũng vì muốn giúp tôi xin cổ thôi. Chỉ vậy thôi mà cô đã tin ảnh vô tội à? Tôi tin chắc ảnh biết rõ cái gì đối với ảnh là quan trọng nhất. Mai sáng sẽ có tình nguyện viên tới thanh lý di vật của bác sĩ Quỳnh. Trước khi thanh lý có thể cho chúng ta coi thử. Kết quả giải phẫu cho thấy ông bị tắc nghẽn mạch máu tim, ung thư gan giai đoạn cuối. Tôi đoán cho ông cũng biết bản thân không sống được bao lâu, nên tìm sẵn cơ quan tình nguyện giúp ông làm hậu sự rồi. Vợ ông đã qua đời vào 2 năm trước, lại không có con cái, chắc là cô đơn lắm. Nè, cuộc sống cô độc ấy, cũng là một sự hưởng thụ. Tại sao? Cô không hiểu đâu. Cô lên lầu tìm đi, chút nữa tôi lên phụ cô. Tôi đã coi lại kết quả khám nghiệm thi thể vào năm đó, không giúp ích được gì. Tôi còn nhớ lúc tôi đang làm trợ lý cho bác sĩ Quỳnh, ông từng nói ông đang viết một bản thảo, hy vọng có thể đem những vụ án ông từng xử lý viết thành một cuốn sách. Nếu tìm được bản thảo đó, chắc sẽ tìm được dữ liệu trong vụ án cùng tự sát của Tần Khắc Nam. Tôi vẫn chưa tìm được bản thảo. Tiếp tục tìm đi. Nè, cô coi đi. Đứa nhỏ này là ai vậy? Ổng đâu có con cái, y chang như bức trong tấm hình. Chiếu theo chất liệu và màu sắc của bức tranh này, chắc là mới vẽ gần đây thôi. Bác sĩ Quỳnh có ghi lại ngày mai tham gia cuộc thi thải diều hàng năm. Nếu vậy rất có khả năng là bác sĩ Quỳnh đã hẹn với đứa nhỏ này cùng đi thả diều, nên ông muốn chính tay làm một con diều y chang trong hình để tặng cho nó. Nếu là vậy thì quan hệ của họ chắc là tốt lắm. Nếu như tìm được đứa nhỏ này, cũng có khả năng sẽ biết được bản thảo đang để ở đâu. Nhưng hiện tại mặt mũi nó ra sao chứ? Đây là điện thoại của bác sĩ Quỳnh, chúng ta gọi điện cho từng người một thì biết chứ gì. Ý kiến hay. Nhớ mai đi thả diều nghe. Alo, xin chào, tôi muốn tìm bà Tạ Gia Bích. Gọi lộn số rồi. Xin lỗi anh. Alo, tôi muốn tìm ông Lý Dạng Lương. Đừng đừng qua đời rồi. Alo, xin chào, tôi muốn tìm bà Ngô Mỹ Châu. Lại gọi tới để gạt tiền má tôi hả? Đừng gọi tới nữa nha. Anh dùng thời gian một đêm làm xong con diều này đó hả? Đúng vậy. Trước đó anh từng làm qua rồi sao? Được rồi, 1, 2, 3, thả đi. Wow. Được lắm đó. Hình như chúng ta tới tìm người mà. Để tôi đi tìm thử.
Anh tài xế, có biết kẹt xe tới khi nào không? Phía trước có đụng xe, chắc còn lâu lắm á. Hướng gió thay đổi liên tục, khó mà thả được lắm đó. Ban tổ chức nói 15 phút nữa mà vẫn còn như vậy sẽ kết thúc chương trình sớm, đợi thêm chút đi. Nè, kết thúc đó phải làm sao đây? Hướng gió loạn xạ vậy sao mà thả chứ? Tôi đâu biết cách phá giải định luật vật lý đâu. Nhưng mà người đàn ông trong tấm hình sẽ tới bất cứ lúc nào. Chúng ta không được bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu. Anh nước không? Cảm ơn. Để tôi giúp cô. Được. Đây. Xin lỗi. Sao cô lại có con diều cái vàng này vậy? Anh quen với pháp y Huỳnh Vĩnh Quyền hả? Tìm được rồi. 5-6 tuổi nhà tôi xảy ra một vài chuyện nên tôi được đưa tới nhà chú ở tạm. Chú và vợ của chú thật sự rất tốt bụng, thương tôi như là con ruột của họ vậy. Chúng tôi tìm được tấm hình này trong di vật của giáo sư Huỳnh. Có phải lúc nhỏ anh đi thả diều chung với ổng để chụp nó không? Hồi đó tôi có nuôi một con cái vàng. Có một hôm nó bị chết, tôi rất là buồn, đã khóc rất nhiều. Chú thấy vậy nên đã làm con diều cái vàng cho tôi. Chú nói chỉ cần thả con diều này lên trên trời thì tôi có thể gửi lời chúc cho con cái vàng ở trên trời. Cho nên mỗi năm chúng tôi đều cùng nhau đi thả diều để tưởng niệm con cái vàng. Rồi cho tới lúc tôi được 10 tuổi thì tôi được người khác nhận nuôi, nên tôi phải rời khỏi nhà của chú. Sau đó thì mọi người có liên lạc với nhau không? Lúc đầu thì cũng có gửi thư hỏi thăm, nhưng mà sau đó cả nhà tôi di dân qua bên Canada, từ từ thì mới hết liên lạc luôn. Cho tới tháng trước thì chú đã gửi một lá thư cho tôi, còn hẹn tôi bữa nay cùng nhau đi thả diều. Nhưng mà ai ngờ... Tôi đoán giáo sư Huỳnh biết là mình bị ung thư gan nên muốn hẹn gặp mặt anh lần cuối. Thật ra tới cuối đời giáo sư Huỳnh cũng nhớ tới anh, chứng minh là anh đã từng mang lại rất nhiều niềm vui cho ổng. Anh cũng đừng tự trách mình nữa. À phải rồi, lúc còn sống giáo sư Huỳnh có viết một cuốn sổ tay để chuẩn bị cho sau này xuất bản sách. Anh có nghe qua không? Không có. Biết tập gym của cô nè, bà tôi chứng cho đó. Cô chiếc giả nãy giờ của cô hết đó. Chúng ta chia nhau đi, anh cũng chiếc giả mà. Không cần đâu, cô lấy hết đi. Cảm ơn. Anh không tập gym hả? Không có, tôi biết lặn với chơi bóng rổ thôi. Xin chào, mời hai người uống nè. Cảm ơn. Hai người là hội viên mới hả? Ừ. Năm sau chơi chung nữa nha. Được thôi. Về nhà, bye bye. Cảm ơn nha. Tốt thiệt đó. Wow. Nè, cô uống thật sao? Vui vậy sao không uống chứ? Chúng ta chỉ tìm được người thôi, chứ đâu tìm được cuốn sổ đâu. Nhưng mà ít ra cũng tìm được người đó, ít ra cũng đã hoàn thành được tâm nguyện của giáo sư Huỳnh. Cạn. Đây, uống hết luôn đi. Có lộn không đây trời? Uống có hai chai bia thôi mà đã say tới vậy rồi. Nhìn thấy con người cô cũng rất tốt nên mới cõng cô về thôi đó. Yeah. Chuyện nhỏ thôi mà. Chuyện nhỏ hả? Đổi lại cô cõng tôi đi. Nè, dù sao hôm nay hai chúng ta cũng cùng nhau làm được việc tốt. Sao lại đối xử với tôi như vậy? Chưa tìm được cũng không sao, tôi sẽ tiếp tục cùng anh đi tìm tận khắc nam. Tận khắc nam. Nè cô, nè, đừng. Nè. Nhìn chút đi. Nhìn một chút. Nè, cẩn thận. Nè, cẩn thận. Đợi tôi nha, ở yên đây.
Nè nè, ngồi dậy, ngoan đi, cẩn thận đó. Đây, ngồi dậy. Phải rồi, mở miệng ra. Mở miệng ra, phải, ngoan lắm. Rồi, ngậm đi, đừng có nuốt nghe. Phải. Đây, đưa tay cho tôi. Đúng vậy, cầm đi. Nghe lời, uống một ngụm thật lớn. Cảm ơn. Dư Tinh Bách. Dư Tinh Bách. Tôi đây. Anh có bị điên không? Có phải muốn tôi ngẹn chết không? Cô phải tỉnh táo hơn được không? Anh có lộn không vậy? Đây. Anh quá đáng thiệt đó. Alo. Alo, Bảo Anh, tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ. Hình như trên lá thư của giáo sư Quỳnh chính là quán cà phê này. Chú nói không gian quán cà phê này rất yên tĩnh, thích hợp để viết sách. Tuy là bây giờ chú đã mất rồi, nhưng tôi cũng rất muốn tới để cảm nhận cuộc sống của chú. Giáo sư Quỳnh nói đúng lắm. Quán cà phê này thực sự rất thoải mái. Rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao chú muốn dẫn tôi tới chỗ này. À, chào cô, à, cô hứng thú với cuốn sách này hả? Chúng tôi giúp khách hàng xuất bản cuốn sách có chủ đề ít người đọc rồi để lên đây cho mọi người đâu. Nếu thấy thích cô có thể mua nó. Đây là do mấy anh xuất bản cho giáo sư Quỳnh hả? Phải đó, giáo sư Quỳnh thường tới đây viết sách, cuốn sách này do chúng tôi xuất bản cho mấy. Luật sư Bình Nguyên. Cảnh đốc cấp cao tỉnh Hậu Nhiên, dựa theo điều tra của mấy anh, sau khi bị cáo Di Kiến Bang rời khỏi nhà của nạn nhân thì còn người nào khác vào đó không? Chúng tôi đã kiểm tra tất cả CCTV trong nhà. Trong thời gian xảy ra vụ án, không có người nào ra vào. Anh Trạm Đình, anh phụ trách công việc gì trong pháp chứng gì? Tôi là chủ nhiệm khoa học pháp y, chủ yếu phụ trách thu thập chứng cứ hiện trường và tiến hành kiểm chứng. Và trong vụ án này anh đã phát hiện được gì? Ở hiện trường vụ án không tìm được dấu vết xuất hiện của người thứ ba. Hơn nữa biểu bì da tìm được trong móng tay của nạn nhân hoàn toàn phù hợp với vết thương trên mặt của bị cáo Di Kiến Bang, chứng tỏ là hôm đó nạn nhân đã từng làm bị cáo bị thương. Không phải, tôi hôm đó cổ cứ đòi cởi quần của tôi ra, tôi đẩy cổ ra mới bị cổ tát một cái. Tôi thật sự không có giết người, mọi người tin tôi đi, xin hãy tin tôi. Bồi thẩm đoàn, xin hỏi đã có kết quả chưa? Rồi, kính thưa quan tòa, sau khi chúng tôi thương lượng với nhau, dựa theo số phiếu 6-1 nhất trí thông qua, tội mưu sát của Di Kiến Bang thành lập. Tòa án phán quyết bị cáo Di Kiến Bang giết hại nữ nạn nhân từ Tụ Quyền quốc tịch Trung Quốc, tội danh thành lập, với hình phạt là tù chung thân. Tôi bị oan mà. Tôi bị quan mà. Bà xã, bà xã. Ông xã, anh không có giết người, em phải tin anh. Anh thật sự không có giết người mà. Anh không có giết người, bà xã. Bà xã.
Chị Vi, chị có tin là chồng chị đã giết người không? Chồng của tôi không có giết người. Từ đứa nhỏ đó. Chị sẽ kháng cáo vậy trước đi. Người nhà nạn nhân yêu cầu bồi thường. Chồng chị định sẽ làm gì đấy? Có hệ gì vậy? Làm ăn cho qua. Làm nghe nói chồng của chị gì làm ăn chuyện gì cũng dám làm. Lên giường cũng chịu. Lên giường đó. Lên giường đó. Hồi gì đi. Cẩn thận đứa nhỏ. Gì nữa? Ngoài đó. Nè, đừng chồng đó được không? Nè, cô làm gì vậy? Trả lại máy cho tôi. Để tôi báo cảnh sát đó. Anh báo cảnh sát đi. Tôi kiện anh tội quấy nhiễu người khác. Có chuyện gì? Sếp à, sắp tới đúng lúc lắm. Cô giật máy ảnh của tôi đó. Anh cứ bám theo chúng tôi, không cho chúng tôi đi. Máy ảnh này của anh phải không? Phải đó. Cô à, mời cô trả lại cái máy. Các bạn phóng viên làm phiền mọi người tránh sang một bên. Làm như vậy sẽ làm đứa bé hoảng sợ. Cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Wow, còn đánh hả? Đánh từ hồi trưa tới giờ rồi đó. Tay trống luyện trống thì bình thường mà. Tay trống gì chứ, ta già đó. Cả đêm không xuất hiện, anh không nhận ra sao? Cô đã ở trong đó cả đêm rồi. Hugo, gọi anh Khắc Nam đi. Anh Khắc Nam. À, gọi tôi gấp như vậy có chuyện gì à? Tôi bị đau bao tử. Có đau không? Ừ. Chắc không có gì nghiêm trọng đâu. Tôi cho anh một ít thuốc dạ dày để phòng hờ. Ờ. Nè, tiện thể giúp tôi khám cho tụi nó luôn đi. Họ cũng không khỏe hả? Dạ, phải đâu. À, phải đâu, phải đâu. Bị đau đầu. Đầu tôi đau lắm. Bị ho. Bị rụng tóc. Bị rụng tóc. Bị ngứa. Ngứa chỗ nào? À, ngay mông. Cởi quần ra quay người lại. Không sao hết. Xong rồi. Nè bịch này của anh. Ừ, một ngày uống 2 lần. Một ngày uống 3 lần nha. Rồi. Từ từ mà chơi đi. Ừ. Khắc Nam. Ừ? Tiền khám bệnh. Đàn em của anh đâu có người nào bị bệnh đâu. Đâu cần nhiều như vậy. Chỉ là mấy viên vitamin với chút kem dưỡng da. Chỉ cần như đây thôi. Cảm ơn nhiều nha. Nè, uống ly đi. Được thôi. Anh đó, sao thông đồng đám đàn em giả bệnh vậy? Để còn diễn dở nữa chứ. Cầm lấy đi. Anh điên hả? Anh sắp lật lại vụ án. Không lấy. Không tính những thứ khác, chi phí luật sư cũng không ít. Hugo, cầm không đi. Lấy. Hugo nghe nè. Anh đã giúp tôi rất nhiều rồi. Tôi tự mình giải quyết được. Là anh em thì cất vào đi. Vì món nợ ân tình, tôi mắc nợ anh còn nhiều hơn nữa. Cái gì? Ba của tôi bị biến chứng sao? Tôi cũng không biết nữa. Bây giờ ông ấy còn ở phòng điều trị tích cực. Tôi nghĩ anh nên có sẵn tâm lý chuẩn bị. Sao lại vậy chứ? Hôm qua còn nói ba tôi nhập viện do trúng thực thông thường. Sao chưa qua một đêm mà đau ngực ho đàm ra máu vậy? Bộ bác sĩ đúng là vô dụng mà. Tôi phải chuyển viện cho ông ấy. Anh muốn làm gì? Tôi cần gặp sếp lớn. Anh ngồi xuống. Tôi cần phải ra ngoài gặp ba tôi. Anh ngồi xuống trước đi. Nè, ba anh bao nhiêu tuổi? Bình thường có đau ốm gì không? Tôi là bác sĩ, để xem giúp được ông ấy không. Tránh ra đi. Ông sắp 70 tuổi rồi, là người sống trên biển, thích ăn đồ hải sản, tôm cua các thứ. Sống trên biển hả? Có lẽ ba của anh đã ăn phải hải sản còn sống nên bị nhiễm ký sinh trùng. Vì triệu chứng bệnh giống nhau nên thường bị chẩn đoán nhầm thành bệnh lao. Anh nói vậy với bác sĩ điều trị, bác sĩ sẽ biết nên làm gì. Cũng may lúc đó của anh, ba tôi mới có thể bình an vô sự. Nhưng mà hai anh bị tăng thêm hình phạt. Bỏ đi, quan trọng là cứu được người. Tôi cũng phải cảm ơn anh mà, mấy năm nay chiếu cố tôi. Nếu không thì cuộc sống trong tù của tôi cũng rất khó khăn. Nếu lần này anh thành công rửa tội oan thì có thể hồi phục chứng chỉ hành nghề rồi.
Anh hiểu mà. Quan trọng nhất là tìm ra nguyên nhân cái chết của Thi Thi. Còn những chuyện khác không quan trọng lắm đâu. Anh vì cô ta hy sinh nhiều như vậy, có đáng không? Xứng đáng. Chuyện tôi nhờ anh làm trước đó đã xong chưa? Anh đó đã lớp 10 rồi. Anh làm ơn chăm chỉ học hành đi. Có phải không vậy? Tôi thức ôn bài cả đêm cũng không chịu chấm tôi 60 điểm. Người quá đáng là anh mới đúng đó. Ở câu này á, phải là messaging service. Anh ghi thành là messaging service. Sai có một từ thôi mà. Thì anh cũng phải đọc tiêu đề chứ. Đề bài về viễn thông mà. Dĩ nhiên phải là dịch vụ viễn thông rồi. Sao lại là dịch vụ massage? Anh còn dám nói. Tôi nhờ anh giúp tôi phụ đạo vậy mà suốt ngày không thấy bóng dáng của anh đâu hết. Sao hả? Nữ pháp y đó vẫn chưa đồng ý. Anh có cần tôi giúp anh xử lý không? Ê, không cần, cảm ơn. Đại ca làm ơn anh đừng làm người ta sợ. À, mà cũng không phải. Có chuyện này anh giúp tôi được đó. Bác sĩ, tại sao cô không nghe tôi nói cứ phải giải phẫu trung gia? Bọn côn đồ nó không cho chúng ta giải phẫu, phải làm sao? Đây là chức trách của tôi, cũng là quy trình thông thường. Tránh đường dùm cho. Nè 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 nè, chỗ công cộng anh đừng có manh động nha. Nè Biêu nhỏ, trên cờ vậy? Bác sĩ Phạm đây, là người của tôi. Nếu anh động tới cô ấy, hậu quả tự chịu nha. Có phải có hiểu lầm gì không? Hôm nay tôi tới đây chủ yếu là để cảm ơn bác sĩ mà. Cô không chịu nghe tôi nói cứ phải giải phẫu trung gia. Nhưng mà cô thực sự mổ rất tốt, giữ trọn thể diện cho trung gia. Trung gia có xăm nguyên con rồng ở ngay lồng ngực, cho nên tôi đã mổ theo đường hình xăm, đồng thời cũng có thể che được dấu vết giải phẫu. Cũng nhờ cô biết linh động, giữ thể diện cho trung gia. Xin lỗi nha, tôi trách làm anh. Vậy thôi, cảm ơn cô nha. Chắc cô không ăn đâu ha. Nè anh em, đem về đi. Các anh về trước đi, tôi liên lạc sau. Cảm ơn. Anh làm đại ca của họ từ lúc nào vậy? Tôi đã giúp cô. Cô có nên giúp tôi lật lại vụ án không? Đi thôi, đi uống ly nước. Thực sự chịu giúp tôi à? Tôi xem lại báo cáo khám nghiệm tử thi của Thi Thi. Bắp đùi của ấy có thành phần của kem massage. Nếu một người đang muốn tuyên sinh, không thể nào dùng. Anh bắt đầu thuyết phục được tôi. Tôi nghĩ nhảy múa thật sự giúp cô lấy lại hy vọng trong cuộc sống. Ngoài ra, tôi nhớ là thành phần trong kem massage đó có capsaicin, corticosteroid với lại... Corticosteroid? Ở Hồng Kông chắc không mua được kem massage có thành phần này rồi. Phải á, thông thường chỉ có nhân viên y tế mới sử dụng. 7 năm trước, tôi với Thi Thi bị hạ độc. Hung thủ đã dùng netamin, cho thấy người đó rất rành dược lý. Tôi nghi ngờ tiếp kem massage cũng cho hung thủ đi cho Thi Thi. Cũng có khả năng đó. Vậy chúng ta có thể bắt đầu điều tra từ kem massage. Chắc là sẽ có manh mối. Tôi sẽ hỏi người của vũ đoàn ngay, xem có manh mối gì. Vậy tôi cũng đi tìm thử ở đâu có bán tiếp kem massage này. Cảm ơn cô. Tôi làm đúng trách nhiệm của một pháp y, trả lại công bằng cho nạn nhân. Tôi cũng muốn đòi lại công bằng cho Thi Thi. Căn cứ kết quả khám nghiệm, kem massage lục Thi Thi sử dụng đến từ một hãng có tên là Massoet của nước Anh. Tôi đã hỏi người của vũ đoàn, không ai sử dụng Massoet, cho nên hung thủ có thể không phải là người ở trong làng múa. Ngoài bệnh viện ra, ở Hồng Kông chỉ có một cửa hàng làm đại lý. Chào mừng quý khách, cần tìm sản phẩm gì? Tôi muốn hỏi có phải ở đây có bán kem massage hiệu Massoet hay không? Dạ có, kem massage này rất hiệu quả trong việc giảm viêm giảm đau đó. Làm phiền cô, có lẽ khoảng thời gian hơi lâu. Vào 7 năm trước, cô gái này có mua loại kem massage này không? Tôi nhận ra cô ấy. Cô nhận ra cô ấy? Phải, ngày xưa cô ấy thường tới mua đồ của một người bạn, lần nào cũng đem đồ ăn giặt cho con tôi ăn, khiến con của tôi cảm thấy vui lắm. Nhưng mà lâu rồi tôi không có thấy cô ấy tới đây nữa. Cô có nhớ mặt mũi người bạn của cô ấy ra sao, là ai hay không? Một cô gái trẻ bình thường, tôi cũng không nhớ rõ. Vậy cô có nhớ họ thường tới đây vào khoảng thời gian nào hay không?
Mỗi chủ nhật sau khi mà con trai tôi học dễ xong sẽ ghé phụ tôi trong tiệm. Có thể họ tới mua đồ vào mỗi chiều chủ nhật đó. Chủ nhật nào Thi cũng tham gia lớp dạy nấu ăn. Tòa nhà đối diện ngày xưa có một trung tâm dạy nấu ăn nổi tiếng lắm. Có rất nhiều người đăng ký học. Cảm ơn cô. Cảm ơn nha. Cho hỏi, có ai đây không? Hình như đã dọn đi rồi. Chắc vậy nhưng không sao. Manh mối chúng ta tìm được càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng gần với chân tướng rồi. Cũng phải. Anh với Lục Thi Thi được gặp nạn sau khi ăn bánh đại khư phu. Tôi nghĩ ít nhiều gì cũng liên quan tới lớp dạy nấu ăn này. Tôi sẽ lên mạng tìm hiểu lớp dạy nấu ăn này, xem có tìm được học viên trước đây không. Ok. Nhưng mà anh đừng làm những chuyện quá giới hạn nữa. Anh phải tin tưởng người khác. Như lần này những người chịu giúp anh không chỉ có mình tôi. Một trăm năm mươi. Thêm nữa. Một trăm sáu mươi. Cho thêm tiếp đi. 178. Khỏi cần nữa, cứ để tôi. Nè. Nè, trong sách không nói cho nhiều vậy đâu. Cuốn sách của bác sĩ Quỳnh có nói, ở trong vụ án của Tần Khắc Nam, có người đã bỏ netamin vào trong bánh đại phư cư dâu. Mục đích là muốn dùng vị ngọt của bánh che đậy vị đắng của thuốc. Nhưng mà tôi tính rồi, nếu cho đường theo định lượng trong sách, rõ ràng là không đủ. Nhưng giờ cho nhiều đường như vậy, khỏi thử cũng biết rất ngọt. Tinh thần của khoa học là phân tích theo lý tính để loại trừ lỗi lầm. Nè, nhanh tay lên, chỗ này chỉ mượn được nửa ngày thôi. Wow, nhìn đẹp quá. Nè, phần này của tôi mà. Vậy tôi ăn thử phần của tôi. Đắng quá đi. Vẫn còn đắng sao? Tôi đã bỏ rất nhiều đường, vẫn không có tác dụng. Tôi nhớ bác sĩ Phạm từng nói với tôi, là Tần Khắc Nam nói với cổ, bánh đai phơi cưa anh ấy ăn, rất ngọt, không khác gì bánh mua ngoài tiệm. Sao lại như vậy? Trong sách của bác sĩ Quỳnh có nhắc tới, trong máu của Lục Thi Thi có chứa hàm lượng lycoprotein cao. Lycoprotein thông thường có ở trái cây. Tôi đoán bánh đại phư cư ngoại trừ có dâu ra, còn có thêm loại trái cây khác. Cô giúp tôi mua các loại trái cây khác nhau về đi. Anh nghi ngờ hung thủ dùng nước ép trái cây để che đi vị đắng. Tôi chỉ suy đoán thôi. Nếu làm vậy cũng không tìm được đáp án, thì suy nghĩ cách khác gì? Số lẻ là bánh cô làm, số chẵn là bánh tôi làm. Thử thử bánh của mình đi. Cảm ơn. Ngọt nè. Nè, còn ăn nữa. Có độc đó. Mau nhả ra. Xuống miệng đi.
Thì sao đây, số 15 làm từ loại trái cây nào? Cà chua bi. Cà chua bi? Ừ. Cà chua thông thường đâu có hàm lượng glycoprotein cao gì. Nó không thông thường đâu. Cả trăm đô một hộp đó. Cả trăm đô? Chị hai à, ở trên quả đơn ghi là Mary Rose mà. Những loại cà chua khác nhau có cách gọi khác nhau thôi. Loại trái cây này còn gọi là quả thần kỳ, có thể thay đổi vị giác con người, khiến chua và đắng trở nên ngọt. Tôi nghĩ là hung thủ lợi dụng đặc tính này để che đậy vị đắng của thuốc. Hả? Thí nghiệm thành công rồi. Cho hỏi, có ai nhà không? Xin chào, có ai đây không? Mon,寄托恋情索,整个对谁多错 也要记得不要下沉，度过这一刻，变重播。